Ok, bạn thì Nguyên đã đến nơi rồi nè. Cái này săn khó lắm luôn á. Thì cái này á, là 10 đô la, bạn thấy không? Nó là giống như là cái dây lá thông vậy đó, mà nó tẩm đèn vô luôn. Mua cái nè. Các bạn thấy không? 10 đồng 98. Làm video giải trí cho các bạn coi, 0 đồng lấy lại nhiêu, tiền quảng cáo chắc 1-2 đồng thôi. Mà hy sinh chơi luôn cho các bạn. Thì hiện tại cái này, sau đó Nguyên sẽ nghiên cứu cái cây thông. Rồi sau đó theo chân Nguyên, ok. Hiện tại thì người ta cũng mua gần hết luôn. Quá trời. Hy vọng các bạn thích video này. Nếu mà các bạn thích video này, xin để lại một like, một share, một subscribe cho Nguyên nha, để có động lực ra tiếp những cái video thú vị cho các bạn trong mùa Giáng sinh. Rồi bây giờ về nhà, rồi coi tình hình như thế nào. Ok các bạn, thì Nguyên định lấy cái thông nhỏ ở nhà, nhưng mà cây thông kia nó nhìn sơ sát quá. Cây thông này nó nhìn đều nè, không? Đó, thì Nguyên sẽ tẩm đèn lên thôi. Đang kiếm cái mà nó có đèn sẵn nhưng mà không có, man. Nó chết vậy. Cái này không có đèn, chắc mình lấy dây mình giăng nhẹ lên thôi. Thì 22 đô la. Cây này cũng 6 feet á. Treo trên cái nóc xe WX của Nguyên. Ok, bây giờ mình sẽ lấy xuống, chịu chơi với các bạn luôn. Đó. Ok các bạn, tổng thiệt hại là 32 đồng. Có thể thiệt hại hơn chút nữa. Đây, giờ lên đường về Bến Tre. Kế bạn thì Nguyên đã mua xong rồi nè. Giờ ra xe đem về nhà. Nguyên phải nói là Nguyên thích cái iPhone 12 Pro này lắm luôn á. Các bạn biết tại sao không? Những lúc mà mình đi công chuyện hay gì đó, mình sạc cho mình mua đồ mà cần phải quay vlog á, phải nói là hữu hiệu. Hình ảnh cũng tương đối ok mà nó không lắc, không rung nhiều luôn, thấy không? Không biết tiếng âm thanh ra sao, các bạn comment ở bên dưới cho Nguyên biết là cái tiếng nó thu như thế nào nha. Tiếng này là hoàn toàn từ iPhone luôn các bạn. Đó, rất là tiện mà không có rung nữa. Giờ đang đi ra xe, lạnh thấy bà luôn. Xong rồi về đi làm, đi cài kiếm tiền lại. Ok. Lên đường, yeah. Các bạn sau 5 tháng chật vật, cuộc Nguyên với ba Nguyên đã để cái cây thông lên rồi. Giờ là chương trình vui hơn nữa là bắt đầu mình làm đèn. Hơi dài mà không có một cột thang. Sẽ máng gá đỡ nó lên đây. Cái để sẵn đây nó đi. Đi đèn nổi lên. Sao nó lên đèn đều đẹp rồi, ok. Đáng lẽ Nguyên mua cái cây mà nó có đèn sẵn luôn, khỏi tốn thời gian. Nhưng mà nó không có bán, nó sạch. Vậy thôi, mình sáng tạo thôi các bạn ơi. Phát cách không cần phải giống ai. Tại cái này nó càng phát cách nó càng đẹp. Đây, rồi đứng giờ sau đó mình đứng xa ra. Ừ. Đúng là bố cảnh đèn cũng đẹp. Không
ghê không? Nhớ là các bạn phải cho nó dính vô đàng hoàng, trong khi lái xe nó không có bị gió rớt được. Mà lái xe mình đã trang trí rồi thì mình lái chậm thôi, chứ mình không có đua với ai, không có chạy gì chứ. Càng chậm thì bà con ở đường phố người ta nhìn, người ta khoái. Chứ cái này chạy nhanh là chết. Còn xa lộ, quốc lộ là suốt mùa Giáng sinh Nguyên sẽ không chạy, Nguyên chỉ chạy local thôi, là đường dưới thôi các bạn. Nó chậm hơn một chút xíu nhưng mà nó an toàn, nó không có rớt ai. Với bà con thưởng thức được lượt luôn, chứ chạy trên xa lộ đâu ai ngắm đâu. Chủ yếu mình làm cho người ta ngắm, cho người ta giải trí thôi. Thôi, giờ Nguyên sẽ trang trí tiếp rồi sẽ có vài shot cánh nó quay cho Nguyên chạy xe như thế nào sau này. Ok, lại các bạn. Thấy ok không? Ok các bạn, đây là tác phẩm của Nguyên nè. Tại vì nãy là Nguyên đi commit chơi cho vui á, cho nên Nguyên chưa có làm xong. Hiện tại chỉ là 80% thôi. Chỗ này đồng vắng cho nên Nguyên quay cho các bạn thấy luôn. Đó. Đáng lẽ Nguyên mua cây thông bự, nhưng mà kinh phí chỉ cho phép nhiêu đây thôi các bạn ơi. Nếu không là kỳ sau Nguyên tốn khoảng 60 đô Nguyên mua một cây thông bự luôn, mà thiệt luôn, nó đẹp hơn. Hy vọng các bạn thích nha. Nếu các bạn thích, bấm like, subscribe, share video này. Ok. Nguyên sẽ suy nghĩ maybe có thể bỏ thêm một chút gì đó cho nó bớt trống, hoặc vậy cũng ok ha. Đó, đi xa ra cho các bạn coi. Rồi, cảm ơn các bạn.